Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị trích kinh phí từ kết dư hơn 89.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động trong bối cảnh hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và điều kiện là người lao động đã và đang tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đến nay mới hơn 1,16 triệu công nhân được thụ hưởng chính sách từ gói 26.000 tỷ đồng, trong khi cơ quan này thống kê hơn 2 triệu công nhân lao động đã bị mất việc, dừng việc, nghỉ luân phiên hoặc không lương từ khi dịch bùng phát. Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động đang khó thực hiện và không hiệu quả như mong muốn. Theo một số chuyên gia, nguyên tắc của quỹ bảo hiểm thất nghiệp và một số quỹ ngắn hạn khác là có đóng có hưởng, nghĩa là người lao động tham gia đóng vào quỹ mới được hưởng khi đủ điều kiện. Công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng phần lớn là lao động chính thức tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên việc trích quỹ hỗ trợ là hợp lý. Từ năm 2009 đến năm 2020, số lao động tham gia, người thụ hưởng, nguồn thu, nguồn chi hầu hết tăng đều qua các năm. Số kết dư quỹ tính đến cuối năm 2020 khoảng 89.100 tỷ đồng số quỹ ngắn hạn khác cũng có kết dư lớn như ống đau thai sản gần 12.800 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hơn 53.700 tỷ đồng.